Hiện tại giá kim cương đang có giá cực kỳ tốt so với trước đây. Thì chúng ta ví dụ như một chiếc lắc tay như vậy đi, nếu như trước đây chúng ta mua một chiếc lắc tay như vậy mà 27 viên mà 5 ly 4, thì trung bình ở thị trường lúc trước đây là tầm cỡ 100, 120, 134 thì nơi là một viên nước đi á, 27 viên là đã trên 2 tỷ rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, những viên kim cương có giá cực kỳ tốt, và thời điểm này chúng ta nên đầu tư để thứ nhất là chúng ta làm trang sức hay là làm tài sản và làm những mẫu mà chúng ta thích nhất để phục vụ sở thích cảm xúc của chúng ta. Một viên kim cương 5 ly 4 nước đi VVS1 by Esalen và thông số chiều cao mặt bằng đủ trọng lượng thông số của 5 ly 4, viên không mỏng không dày, giá dao động lên quanh khoảng 50 triệu đồng. Quá tuyệt vời cho một viên kim cương tuyển chọn và thời điểm đầu tư, chọn mua từ ngay bây giờ. Chọn VVS1 VS2 để cho giá tiền hợp lý, mình có thể mua được viên to hơn cùng giá tiền đó. Hoặc là nước cũng vậy, cũng nên chọn nước EOF là cũng được, độ sạch, giá cắt mà đẹp thì mắt thường mình nhìn sự chênh lệch giữa DEOF nó cũng không có nhiều, nên là mình chọn tầm nước EOF, độ sạch VVS1 VS2 và 3 Excellent, bình quang non, bình quang tốt nữa, và những thông số mặt bàn, chiều cao, giá cắt của viên kim cương và chiều cao, độ rộng mặt bàn chuẩn nữa thì một viên kim cương tuyệt vời. Có một điều lưu ý là hiện tại á, là hai viên kim cương khi khách hàng quan tâm thường thì hầu như chỉ để ý đến là độ sạch nước, độ sạch và bao giá Excellent. Thì hai viên kim cương mà cùng nước và cùng độ sạch cùng ba Excellent, bình quang luôn cùng luôn thì sẽ chênh lệch với nhau chỗ trọng lượng, chỉ cần chênh lệch chút trọng lượng thì giá đã khác nhau rồi, nên là chúng ta nên để ý một viên kim cương ví dụ như là 6 ly 3 là tầm cỡ 1k như vậy, nếu như mà nhẹ hơn giảm hơn thì viên nó sẽ giảm giá trị lại, nên chúng ta phải chọn những thông số chuẩn để cho giá trị hợp lý, đúng theo tiêu chuẩn, tiêu chí và thông số của quốc tế để chúng ta làm tài sản và thanh khoản hợp lý.